Đây là hồng sọc, hường sọc gì cũng nói nha, của Tiền Giang. Hồng sọc, hường sọc gì cũng Tiền Giang hết. Nhiều người gọi là hồng, nhiều người gọi là hường. Đó, nhiều người gọi là vàng cũng có nữa, vàng sọc cũng có nữa. Đó. Nói chung là nó là sọc đột biến, xuất xứ từ cái lại Tiền Giang. Đây. Mà được trồng trên Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Đó, mật bông nó rất là tê. Nó khác mật bông so với cái bản địa nữa. Bông này nở được khoảng 50%. Bông này thì nở được 100% à. Quá trời bự. Bự hơn cái chén ăn cơm mình nha cô chú anh chị, bự lắm chứ không phải là tại vì quay gần đâu nha. Đó, quay xa nè. Đó. Nhìn tê chưa? Đó, quay xa đó nha. Hồng sọc, vàng sọc là hường sọc gì đó, nói chung là nó là dòng đột biến nha. Đó, cái lại Tiền Giang được trồng trên đất Cù Lao Dung á, nó ra mặt bông siêu đẹp luôn, nhìn tê luôn ha. Quá trời quá đất.